sao tự nhiên gào vậy ta? Nổi hết đi gà rồi. Làm như có ai đang nhìn mình thì phải. Hả? Ai trên nóc tủ đó vậy? Ba mẹ ơi, có con ma. Cái gì vậy hả Đốm? Có con ma mắt đỏ trong phòng của con. Nó ghê lắm. Hồi nãy nó xài xuống chỗ con nữa. Buổi sáng coi phim kinh dị cho dữ vô, rồi buổi tối tưởng tượng tùm lum hả Đốm? Thôi, lo ngủ đi. Vậy thì mình sẽ tự xử lý con ma nó luôn. Con ma mắt đỏ kìa, tao không có sợ ngươi đâu. Nói vậy thôi chứ đừng có cắn nha. Tôi là dơi, không phải là ma. Con dơi hút máu. Có chuyện gì vậy hả Đốm? Cho mày chết. Đợi nước máu ta hả? Trời ơi, sao con đè bạn dơ vậy? Con dơ này đánh nước máu con hả bà? Hơi là con chụp kịp cái chổi. Đốm hiểu lầm rồi. Trên thế giới có tới 1.300 loài dơi khác nhau, nhưng chỉ có khoảng 3 loài là loài dơi hút máu, mà 3 loài đó chỉ sống ở Nam Mỹ và Trung Mỹ, chứ làm gì có ở nước mình. Hình dạng dơi tuy đáng sợ nhưng rất cần thiết cho hệ sinh thái vì chúng giúp thụ phấn cho hoa. Nhiều loài cây còn phụ thuộc vào sự phân tán hạt hoàn toàn vào loài dơi. Hơn nữa, 70% loài dơi ăn sâu bọ, như bạn dơi vừa cứu con khỏi hai con muỗi đó. Xin lỗi bạn dơi nha, mình thật sự không biết. Ông mặt trời giận ai mà lâu quá không mưa? Chắc là giận bụng bự. Hôm bữa bụng bự té chỏng mông lên trời làm cho ông giận hay sao á? À, còn dám chọc quê ta nữa hả? Ây, rồi mất rồi. Đáng đời. Liên hoàn tác. Làm sao mà con mũi có thể bay nhanh như vậy được vậy? Mày hả mũi? Chết chưa mũi? Tức quá mà. Giỏi thì chạy đi mũi, xem mới chạy đường nào. Mày đâu rồi mũi? Đừng hòng chạy thoát ta nha. Để coi mày trốn đường nào hả mũi. Sao tự nhiên khó thở vậy trời? Ý trời, Đốm, Đốm. Con mũi chết chưa mẹ? Con xịt thuốc quá trời luôn mà nó vẫn chưa chết nữa. Có nhiều cách tự nhiên để đuổi muỗi hơn là xịt một đống chất hóa học đó Đốm à.
Loài muỗi rất sợ mùi hương nồng của xả, húng thơm, cúc dạng thọ, nên chỉ cần trồng các chậu này ở ngoài sân, bể nước thì muỗi sẽ không thèm tới nữa. Sao hay quá vậy mẹ? Thay vì đốt nhang, con có thể đốt vỏ quýt, vỏ bưởi, bồ kết hay là bã mía. Muỗi cực kỳ dị ứng với những mùi này. Đúng là đồ dùng tự nhiên, lúc nào cũng tốt hơn. Con đi ra công viên, chơi với bụng bự với tay to nha mẹ. Con muốn đem bánh theo ăn không? Dạ thôi, con có đem kẹo theo rồi. Thưa mẹ con đi. Hai cái đứa này, lúc nào cũng trễ giờ hết trơn. Thế nhô đớm, chờ có lâu không vậy? Trời dài cổ rồi nè. Thôi mà, bạn cũng ăn kẹo cao su một mình đó thôi. Để mình dắt mấy bạn đi chơi trong này, đá cầu vui hơn trong công viên. Chỗ nào? Vườn hoa thành phố. Bạn có chắc là chỗ này đá cầu được không ông bự? Được chứ sao không? Đá cầu thôi thì bình thường quá. Vừa đá cầu vừa né hoa mới hay. Mà bạn lại vừa nhai kẹo cao su vừa đá cầu có được không đó? Rồi, chuyện nhỏ. Ăn kẹo cao su không à? Tay to làm quá à. Chỉ cần đừng nuốt là được rồi. Ê, coi chừng rớt vô khóm hoa. Nhưng mà mình nuốt cục kẹo cao su vào bụng rồi. Thôi chết rồi, nuốt kẹo cao su sẽ bị quấn ruột mà chết đó. Mình còn nghe nói kẹo cao su sẽ chạy ngược lên tim, quấn lấy tim, làm tim không đập được luôn. Mình không muốn chết vì cục kẹo đâu mà. Không được rồi, mình phải đưa đốm tới bác sĩ thôi. Con muốn chết vì kẹo cao su đâu mà. Bác sĩ ơi, cứu con đi mà. Bao tử chúng ta vẫn tiêu hóa được kẹo cao su, nên không có chuyện quấn ruột mà chết đâu. Càng không có chuyện chạy ngược lên tim. Tuy nhiên, chúng ta vẫn không nên nuốt kẹo cao su, và đặc biệt là không nhai kẹo cao su hay bất kỳ loại kẹo bánh nào khi chơi thể thao, vì có thể dẫn tới hốc dị vật, rất nguy hiểm, nhớ chưa? Dạ, tụi con biết rồi, mai mốt tụi con không dám nữa đâu. Vậy là đốm không chết, làm hú hồn à. Mấy bạn có thấy lúc nãy không? Mình được cô Tiên Dương trước lớp vì đã giúp đỡ được người khác á. Cũng bình thường thôi. Nếu mình gặp ai cần giúp đỡ thì mình giúp thôi. Tại mình không có gặp. Bụng bự hơn thôi. Trời ơi, xe gì mà nhiều quá vậy nè? Ý, có bà cụ cần qua đường kìa. Đâu đâu đâu. À, thấy rồi. Mình tới trước để mình dắt bà qua đường. Nhưng mà mình thấy trước. Nhưng mà mình có cách hay nhất để dắt bà qua đường. Cách gì? Quay sang đường. Sao? Không có vụ xe tự né mình đâu. Xe tông thẳng vào mình thì có. Ủa, vậy chứ bạn có cách gì hay hơn không mà nói mình? Giơ tay xin đường.
là như vậy đó. Ý trời ơi, mấy đứa nói cái gì mà ghê quá vậy? Rồi lỡ tài xế ngủ gục hay không để ý tông trúng mình thì sao? Hả? Thôi, mấy cách đó bà sợ lắm, bà không qua đâu. Vậy thì bà cứ để con, con biết cách qua đường chắc chắn nhất nè. Bà cần qua bên kia mà Đốm. Bạn dắt bà đi vòng vòng ở đâu vậy Đốm? Ồ, thì ra là vậy. Cảm ơn cháu bé. Đúng là cách qua đường này là tốt nhất. Dạ, ông Bá Chi, con chào bà. Đường an toàn nhất đó chính là chờ đèn đỏ. Khi đó dòng xe đứng lại, mình chỉ việc đi qua thôi. Tuy có hơi mất thời gian nhưng lại là cách an toàn nhất. Đốm, bạn hay quá ha. Lần sau mọi người nhớ qua đường bằng cách này nhé. Đừng có gì lười một xíu mà bị xe hung bể mông đó. Thiệt đó Đốm, viên ngọc đẹp bá cháy luôn, chắc bán được nhiều tiền lắm á. Kỳ lạ thiệt nha, qua tìm nãy giờ mà vẫn chưa tìm ra đây là cái loại ngọc gì. Chắc là nó hiếm lắm á, có một không hai luôn đó nha. Là khi ta nhớ là quăng nó ở đây mà. Thời gian không còn nhiều nữa, bọn cơm sắp kéo tới đây rồi. Xin hỏi, ông tìm ai? Cho ta hỏi, cháu có vô tình nhặt được một cái túi màu đỏ, ở trong có một viên ngọc màu xanh lam à? Dạ có, hồi nãy cháu có nhặt được, để cháu kể cho ông. Bún bự, dừng lại. Đó là viên ngọc thời gian bị mất cấp, cảnh sát đang truy lùng hung thủ khắp nơi đó con. Hả? Dạ rất có thể đây chính là hung thủ. Đúng vậy, đó là viên ngọc có thể cho người dùng đi tới tương lai hoặc là trở về quá khứ. Ủa con ta ra, ta cần nó để đi tới tương lai coi trước kịch hoại giải số rồi quay về mua để làm tỷ phú. Mau đưa viên ngọc cho ta. Thời gian quay ngược lại sáng này. Philip, giơ hai tay lên trời. Bỏ đỏ, ngươi đã bị bắt. Trời ơi, bị tóm tận cổ rồi. Bụng bự hay ghê, dùng viên ngọc đã quay ngược lại thời gian, khống chế tên bò trước khi hắn kịp ra tay. Các cháu giỏi lắm. Khi nhặt được đồ lạ thì không nên dùng lung tung hay đưa cho người lạ. Phải trình báo người lớn hoặc nộp cho công an nha. Đúng rồi đó con. Đổ cái thuốc này vô mũi đúng không? Đúng rồi, đổ lẹ đi. Ủa? Sao bên đây phòng mình lớn quá vậy? Hả? Sao tự nhiên tay chân mình bé xíu vậy? Bạn tỉnh rồi đó hả? À, chỉ cần biết thôi. Bạn teo nhỏ như vậy là do chúng mình làm đó. Là mấy bạn làm mình teo nhỏ lại hả? Cho mình bự lại đi. Chưa được. Sau khi bạn giúp tụi mình đánh thắng bọn người dâu đã,
Thôi đi về làng bọn mình đi, rồi bọn mình kể thêm cho nghe. Ủa, sao mấy bạn có vẻ căng thẳng quá vậy? Vì bọn mình chuẩn bị tử chiến với bọn người dâu. Người dâu và người cam từ bao đời nay đã tranh cãi xem vị ngọt hay vị chua thì ngon hơn, nhưng cãi mãi không có kết quả. Thế là hai bên sẽ hẹn ngày tử chiến một phen để quyết định kết quả. Và tụi mình quyết định chọn bạn để làm thủ lĩnh của bọn mình, vì bọn kia cũng đã nhờ một người giúp sức mà. Để mình thử xem sao. Anh em, hôm nay là ngày chúng ta cho bọn người dâu biết tay. Chị chua là số 1. Anh em, xông lên, cho chúng biết chị ngọt là vô đối. Xông lên anh em, đánh cụ đầu trước khi mà nó kịp trở tay. Đơn. Đớm, mình không ngờ là bạn nghe phe người cam luôn đó. Hai phe thôi đi. Lý do hai phe đánh nhau thiệt là tào lao. Vị ngọt hay vị chua cũng đều ngon hết mà. Tại sao ta phải tìm ra vị ngon hơn chứ? Gì? Ta không biết. Nhưng mà nói chung là mùi ngọt thì ngon hơn, và tụi cam phải bị tiêu diệt. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cả cuộc đội bạn chỉ ăn ngọt hả bụng bự? Chắc là sẽ bị tiểu đường mà chết. Đó, thấy chưa? Cuộc sống là phải cân bằng nhiều mùi, nhiều vị thì mới thú vị chứ. Như mình ăn chua hoài, chắc chắn sẽ bị lũng ba tử luôn. Chúng ta phải biết cân bằng mọi thứ để sống vui, khỏe hơn chứ. Bạn trẻ này nói có vẻ đúng đó. Đình chiến vì một cuộc sống cống hiến, ngươi thấy sao? Đồng ý, đình chiến là để cống hiến cho cuộc sống nhiều giá trị hơn. Đúng rồi. Không biết ông trời giận ai mà mưa tối ngày hả? Thì giận con người tàn phá thiên nhiên chứ còn ai nữa. Mưa như vậy thành phố ngập nặng cho mà coi nè. Trời mưa nữa rồi, chán quá. Mẹ ơi, có gì bóng bóng mưa quá mẹ. Mẹ ra đây xem nè. Mỗi lần trời mưa là em lại nhớ lại câu hát ru của mẹ anh nè. Trời mưa bóng bóng bập bông, mẹ đi lấy chồng con ở với ai. Còn anh thì nhớ được tắm mưa thỏa thích với anh heo sữa nè, rồi chị thỏ hồng, vui ơi là vui luôn. Nè, các bạn bóng bóng, các bạn đi đâu vậy? Tụi mình đi chảy hội đó Đớm. Đớm có bị rơi tí tắc, mưa rơi rơi trên khóm lá xanh. Mình được sinh ra và tan rất nhanh, nên mình phải luôn vui vẻ. Mưa rơi rơi từng con suối nhỏ, em khẽ hát một bài mưa rơi. La 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 la. Hay thiệt chứ, các bạn nhảy múa đẹp quá à. Khẽ hát một bài mưa rơi. La 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 la. Chào bông bông, mình sẽ thật vui. Nhân dịp Tết đến, ba mẹ lì xì cho con này đốn. Dạ, năm mới con chúc ba mẹ thật nhiều sức khỏe, vạn sự bình an. Mẹ lì xì cho con nè. Dạ, con cảm ơn ba mẹ. Vui quá là vui. Hả? Hello, chúc mừng năm mới nha. Năm mới phát tài chưa đốm? Ủa, phát tài là sao? Là bạn nhận lì xì chưa? Rồi. Hồi sáng, ba mẹ mình lì xì cho mình rồi. Ý mình là bạn đi chúc Tết vòng vào mọi người chưa? Người lớn sẽ lì xì mình khi mình chúc Tết đó. Chưa. Vậy thì đi đi, chứ có mỗi một bao lì xì của ba mẹ thì làm sao đủ xài. Bò vàng nó đúng á Đớm, hai đứa mình đi chúc vòng vòng đi. Ừ,
lì xì luôn. Nhưng mà sao có bao nhiêu tiền, bao ít tiền vậy ba? Vậy là con chưa hiểu được ý nghĩa của lì xì rồi. Người Việt của mình theo phong tục, cứ giao thừa hoặc là mùng 1, cả nhà xúm vầy, con cháu mừng tuổi người lớn trước, rồi tới lượt ông bà, cha mẹ lì xì lại cho con cháu để may mắn cả năm. Những người tới chơi cũng được nhận lì xì từ chủ nhà hoặc là ngược lại. Số tiền bên trong ít nhiều không có quan trọng đâu con, quan trọng là lấy hên, là mang ý nghĩa may mắn đó. Ồ, thì ra là vậy. Con cảm ơn ba, con hiểu rồi. Mai con sẽ nói lại với bụng bự. Lớn giỏi lắm, vậy mới là con của mẹ chứ. Quá phụ tay to đi. Tay to, để mình phụ bạn cho. Ồ, cảm ơn bụng bự nha. Mà chồng sách nặng lắm, mỗi người bê một ít nha. Trời ơi, chuyện nhỏ, chút xíu sách này làm sao làm khó được bụng bự lực sĩ được. Nhé heo. Ồ, ghê. Không ngờ bụng bự khỏe ghê nha. Bình thường thôi, như đây đã là gì với mình đâu. Vậy mày có giỏi thì đeo thêm cái ba lô đầy sách nữa đi. Khỏe ghê. Cũng thường thôi. Vậy bạn có dám thi sức với mình không? Thi luôn. Mình sợ bạn hả? Cơ bắp như vậy mà bạn cũng đòi thắng nữa hả Đốm? Thi đi rồi biết. Bắt đầu. À, hay quá, bụng bự khỏe quá. Ở khu này ta là mạnh nhất. Xí, cỡ bạn mà đòi mạnh nhất hả? Chứ còn ai có thể nâng được cục đá nặng gấp 2 lần trọng lượng cơ thể của mình được. Bạn có tay to hay là bò vàng? Vậy chắc bụng bự mạnh nhất thiệt rồi đó. Xí, hẹn bạn chiều nay ở đây. Mình sẽ cho bạn gặp người mạnh nhất khu này. Được, mình sẽ chóng mắt lên xem. Sao rồi Đốm, người mạnh nhất của bạn đâu? Đây nè. Con kiến nhỏ xíu như vậy mà đòi mạnh hơn mình. Mắc cười quá đi, nó nâng cuốn sách còn không nổi mà đòi mạnh nhất khu này sao? Loài kiến là loài có sức mạnh phi thường, có thể nâng vật nặng gấp 5.000 lần cơ thể của nó. Vậy thì sao? Nó cũng đâu có nâng được cục đá to như mình. Nếu một con kiến có kích thước bằng một con người thì... Trời, mạnh dữ vậy. Thế nào, có muốn nói với con kiến không? Thôi, mình chịu thua. Thôi, đừng buồn. Mình nghĩ qua chuyện này, ai cũng rút ra được bài học cho mình rồi. Đốm thì nên thừa nhận chiến thắng của người khác, như vậy mới có tinh thần thể thao chứ. Còn bụng bự thì nên hiểu rằng núi này cao còn có núi cao hơn, nên phải khiêm tốn và không được ỷ lại. Tụi mình hiểu, hiểu rồi. Mẹ, mẹ, chiều nay mình đi siêu thị nha mẹ. Đi siêu thị làm gì con? Mẹ đã mua tất cả đồ ăn trong tuần và hôm qua rồi. Nhưng con muốn đi siêu thị nữa mà. Sao hôm nay con siêng vậy ta? Con muốn mua đồ chơi mới thôi. Thì ra là vậy. Nhưng mà đồ chơi của con có nhiều lắm rồi mà Đốm. Đâu có đâu, con chẳng có gì để chơi hết á. Vậy mấy cái này là cái gì đây? Nhưng mấy cái này cũ kỹ hết rồi. Con thích đồ chơi mới thôi. Mẹ không mua cái gì hết. Con dọn dẹp đồ chơi lại ngăn nắp cho mẹ. Ghét mấy món đồ chơi này quá. Vừa xấu xí, vừa chán nữa. Mình không thèm chơi nữa. Mẹ không cho con mua đồ chơi mới thì con cũng không thèm chơi nữa. Con bỏ hết rồi đó. Con bỏ thì mẹ sẽ gom hết đồ chơi của con cho hội từ thiện. Biết bao nhiêu bạn nhỏ ở vùng sâu vùng xa còn không có đồ chơi kìa. Ôi. Không, hơi sợ. Thì đó chỉ là giấc mơ thôi.
Có chuyện gì vậy con? Là các bạn đồ chơi của con, hôm qua con còn để ở trong phòng, giờ không thấy đâu hết. Con kiếm đồ chơi phải không? Mẹ thấy con không cần nữa, cho nên mẹ cho các bạn nhỏ ở hội từ thiện rồi. Hả? Các bạn sẽ giận con vì con không yêu thương các bạn nữa. Rồi sẽ có các bạn khác sẽ thay con yêu thương đồ chơi thôi. Tặng đồ chơi cho người cần hơn mình là rất đáng quý. Nhiều nơi trên đất nước mình, trẻ em không có đồ chơi, thấy thương lắm. Dạ, con hiểu rồi. Các bạn đồ chơi sẽ hạnh phúc với các bạn nhỏ mới. Con coi TV vậy là đủ rồi con. Làm cái gì có ích hơn đi chứ. Nhưng hôm nay là chủ nhật mà. Vậy con giúp ba mẹ làm việc nhà nha. Con chỉ thích làm việc gì lớn thôi. Việc nhà nhỏ xíu à, mẹ làm thì tốt hơn con đó. Lý sự dữ ha. Có việc này rất lớn này đốm, cả ba và mẹ đều không làm được. Đốm giúp ba mẹ nha. Là việc gì vậy? Con sẵn sàng làm ngay. Nhưng con hứa là phải nỗ lực hết mình. Mẹ tin tưởng vào con đó. Dạ, cứ giao cho con. Vậy bây giờ con đắp đất lên toàn bộ các gốc cây trong vườn giúp ba mẹ đi. Hả? Con một mình đắp đất? Mẹ tin tưởng vào con. Việc rất lớn, chỉ có thể là con thôi. Cả ba và mẹ cùng hùa nhau lừa gạt mình. Bực thề, xúc đất mà là việc lớn. Việc dơ dẫn, vô ích thì có. Lại còn, chỉ có mình con làm được. Nè, cẩn thận, có tôi cứu. Tôi mà bị té là anh biết tay tôi đó nha. Này Vui, anh làm gì mà leo lên cái xẻng của tôi vậy? Anh còn lo ái là sao? À, tôi đang mừng việc. Anh tới phá nát công việc của tôi mà còn to giọng cãi chày cãi cối nữa hả? Cái gì? Mừng việc? Cái này mà gọi là làm việc á hả? Mắc cười quá à. Nào anh em, chúng ta tuy nhỏ bé nhưng không thể ai coi thường mình. Anh em, đồng loạt tấn công! Đồng tiêu nè, dám nhạo báng người khác hả? Bắn gì mà cũng bắn, dở ẹt. Hai! Tục tấn công, không cho đối thủ bỏ chạy. Anh em tấn công. Người ở đâu tới? Đã phá hoại công trường của chúng tôi, lại còn chê bai người khác nữa. Tôi không biết là các bạn ở lớp lung tung như vậy hay làm việc. Ở trong lớp học dở lắm phải không? Đâu có, tôi học giỏi mà. Giỏi cái quái gì mà kiến thức dung bụi đất để làm đất tơi xốp còn không biết nữa. Thôi, giờ tôi xin lỗi dòng họ nhà Jun ha. Việc gì cũng có giá trị cả. Đốm xúc đất bón vào gốc cây là quan trọng lắm đó. Đúng vậy. Tại đốm cuối đò làm chuyện to không à. Dung chứa xuất sắc đã làm cho tên hát dịch này hiểu ra dân nghe. Tôi sai rồi, sai rồi. Bỏ qua nha. Chào, anh hãy chia sẻ cho khán giả biết dự định sắp tới của mình. Sắp tới tôi sẽ ra 2 album nữa, sau đó sẽ đi lưu diễn ở nhiều nơi trên thế giới. Wow, được làm người nổi tiếng thích thiệt. Được nhiều người thích là còn được đi khắp nơi du lịch. Để được nổi tiếng thì người ca sĩ đó phải đánh đổi nhiều thứ lắm. Không có phải như con nghĩ đâu. Con thấy cũng hay mà. Con suy nghĩ rồi, con sẽ trở thành một người nổi tiếng. Ba mẹ thấy đó, con mà nổi tiếng á hả, mọi người sẽ quan tâm đến con nhiều hơn. Ai cũng muốn kết bạn với con. Nhưng mà muốn như vậy thì phải có tài năng nữa con. Con chơi game giỏi nè. Trời, như vậy mà con gọi là tài năng hả? Thôi được rồi, ba sẽ giúp con. Rồi, bây giờ con đeo cái vòng này lên đầu đi. Ba sẽ biến con thành một người nổi tiếng với khả năng là chơi game. Con đã chuẩn bị chưa? Dạ rồi. Bây giờ thì con đã trở thành người nổi tiếng rồi đó. Ủa? Con có thấy khác gì đâu. Từ từ, bây giờ thì con đi ngủ sớm đi. Ngày mai con sẽ thấy. Mới sáng sớm mà ai gọi điện thoại liên tục vậy trời. Tiêu rồi,
chiều nay bên đài truyền hình sẽ tới. Phải chuẩn bị lau nhà dọn dẹp thiệt là nhanh. Có chuyện gì em ạ? Đài truyền hình sáng giờ gọi điện muốn phỏng vấn con về cách chơi game đó. Ồ, vậy là mình đã nổi tiếng rồi sao? Alo, đón nghe đây. Hả? Phỏng vấn em hả? Dạ được, dạ được, dạ được. Theo tin tức chúng tôi mới nhận được, Đốm đã đạt được thêm thành tích mới tại đấu trường game thủ. Mọi người đang ủng hộ Đốm trong việc đi thi ở quốc tế. Hả? Đi thi hả? Sao mà thi nổi? Nổi thế coi sao? Hôm nay, chúng tôi sẽ làm chương trình đặc biệt về Đốm. Chúng tôi sẽ phỏng vấn một số người bạn chung lớp với Đốm nha. Dạ, Đốm hay quên làm bài tập về nhà, bị cô la đó. Đốm còn hay chọc ghẹo, thi thố với bạn bè nữa. Những chuyện này mà cũng nói ra được nữa. Thôi, không có coi nữa, đi chơi bụng bự. Đốm ơi, lại đây nè. Đốm kìa, mau tới phỏng vấn ngay. Đốm ơi, cho tôi hỏi là cảm nghĩ của cậu lúc này như thế nào? Cậu cảm thấy chân thành lắm đúng không? Đúng rồi. Đốm giờ nổi tiếng rồi, chắc không chơi tụi mình nữa đâu. Thôi, bạn đừng buồn, tụi mình đi ra khu rừng vui vẻ đi. Đi chơi cũng không xong nữa, mình chịu hết nổi rồi. Ba ơi, cứu con! Ủa, sao tự nhiên lại vậy? Ba đã tắt cái máy đó đi rồi. Sao hả con trai? Nổi tiếng có sướng như con nói không? Không có sướng đi nào hết ba ơi. Vừa bận rộn, vừa áp lực, vừa phải đánh đổi nhiều thứ, làm gì cũng bị soi hết. Đúng rồi con trai, người nổi tiếng, người ta phải chịu rất nhiều áp lực mà người bình thường không thể nào hiểu được. Ba chỉ muốn con sống tốt, cố gắng học tập, rồi sau này kiếm cho mình một công việc phù hợp với bản thân mình nhất, chứ không phải cần nổi tiếng đâu. Dạ, con hiểu rồi. Người nổi tiếng thiệt không có như mình nghĩ. Sao hôm nay trời nóng vậy ta? Khó ngủ á. Ủa, sao anh gà lại cái gì giờ này? Mai mình rủ quần bự với tay to tìm hiểu coi sao. Hả? Mới 5 giờ sáng anh gà đã gáy rồi hả? Lấy tận 2 lần đó. Ảnh gọi ông mặt trời dậy đó. Không có gì đâu. Có, mình có thấy ông mặt trời trả lời ảnh đâu. Hay học xong á, mình chạy qua hỏi anh gà trống đi. Lỡ có chuyện gì mình giúp ảnh nữa. Được. Anh gà trống ơi, sao chả thấy ai hết trơn vậy ta? Chẳng lẽ anh đã gặp chuyện gì rồi hả? Tụi mình phải đi kiếm ảnh ngay. Ừ, nhanh lên. À, mà khoan, kiếm ở đâu vậy? Lên hỏi ông mặt trời thử coi. Lỡ mẹ mình nói đúng là anh gà trống gáy gõ mặt trời thì chắc ông mặt trời sẽ biết chứ. Có lý, đi thôi. Ông mặt trời ơi, ông mặt trời. Chuyện gì đó ba đứa? Dạ, tụi con đi kiếm anh gà trống. Vậy sáng sớm nay con thấy ảnh gọi ông dậy rồi. Mà nãy giờ con kiếm không thấy ảnh đâu anh. Hả? Ta tự dậy mà, ai gọi ta đâu. Ủa, sao mẹ con nói mỗi sáng tiếng anh gà trống gáy là để đánh thức ông dậy mà? Không có nha, ta tự lập từ đó tới giờ chứ bộ. Vậy là nguy rồi. Nếu không phải anh gà trống gáy để gọi mặt trời dậy thì lý do gì mà ảnh gáy lúc sớm vậy ta? Bình tĩnh, để ta kiếm cho. Cậu ta kìa, ngay bên khu rừng vui vẻ đó. Wow, tìm ra rồi. Tụi con cảm ơn ông mặt trời nhiều. Anh gà trống, anh có sao không? Hey, đất hơi cứng nên chắc không nhiều dung đâu. Không phải, ý tụi em á là tại sao sáng nay anh gáy sớm dữ vậy? Thì ngày nào anh chả gáy, nhưng sao anh lại gáy sớm như vậy? À, để anh gọi đàn của mình vậy, chuẩn bị đi kiếm thức ăn. Ồ, thì ra là vậy. Tụi anh là gà nhà, nhưng tổ tiên vẫn từ gà rừng mà ra, nên tụi anh cảm nhận được nhiệt độ thời tiết thay đổi khi trời sắp sáng để thông báo với các chị, các mẹ gà mái. Vậy mà mẹ em cứ nói anh gõ mặt trời dậy đó. Nhưng anh gáy lớn như vậy còn để làm gì nữa không? À, thật ra cũng còn chơi nữa anh. Thì anh gáy để lấy oai với mấy chị gà mái mưa. Anh gà trống kiếm vợ kìa. Mấy đứa là lớn, sao kiếm vợ? Mà trưa rồi, sống về nhà đi. Thôi tiêu rồi, nãy đi rồi, mình báo với mẹ. Giờ lẹ thôi mấy bạn. Tụi em chào tạm biệt anh gà trống. Tạm biệt.
thời tiết trong những ngày sắp tới, tình trạng mưa dông sẽ kéo dài, kèm theo sấm sét và gió mạnh. Đây được dự báo là cơn mưa lớn nhất từ trước đến nay. Cứ mưa như vậy hoài thì không làm gì được hết. Sợ là nếu cái tình trạng này kéo dài thì nước mưa sẽ nhấn chìm cả cái thị trấn này cũng nên đó. Chắc là có chuyện gì đó rồi. Để anh ra phòng thí nghiệm kiểm tra coi thế nào. Ba ơi, ba cho biệt đội của tụi con đi với. Biệt đội Yên đã có mặt. Chào các con. Máy đang phân tích. Cảnh báo, cảnh báo. Tầng khí quyển bảo vệ trái đất đang bị thủng một lỗ lớn. Mức độ rất nguy hiểm. Mức độ rất nguy hiểm. Không hay rồi. Chúng ta phải đến đó ngay lập tức. Biệt đội Yên đã sẵn sàng hỗ trợ. Nghiêm trọng rồi đây. Thôi. Vậy ông muốn sao đây? Ông đang gây mưa bão khắp mọi nơi đó. Ta gây mưa bão sao? Chính các ngươi tạo ra đó. Là sao ạ? Các ngươi nhìn kìa. Đó, tất cả khói bụi khí độc đều thải lên đây cả. Ta đã không thể giữ chúng được nữa, nên ta chỉ còn cách làm một lỗ thủng và đưa chúng bay ra vũ trụ. Và tất nhiên mưa gió, giông bão, thậm chí là nắng nóng, vì vậy mà cũng sẽ trút trực tiếp xuống trái đất. Vậy bây giờ phải làm sao để lắp lỗ thủng này vậy ông? Ta chỉ có thể giúp được tới đây thôi, còn lại các ngươi tự giải quyết đi. Ông ơi, ông! Là do tầng khí quyển mỏng đi thôi. Chúng ta phải làm cho cái tầng khí quyển dày lên và trong lành mới thoát khỏi tai họa này. Đội ích tìm chúng ta từ ngày mai sẽ bước vào cuộc chiến giải cứu trái đất nha. Đồng ý. Bực bội hết sức mà. Có chuyện gì vậy con? Bụng bự chứ chạy đua ăn gian với con nên con mới thua. Con bực quá la bạn ấy một trận xong rồi bỏ về. Chơi vui vẻ mà con. Bực bội làm cái gì? Con phải nhịn lại từ từ nói chứ. Sao con phải nhịn hả ba? Rõ ràng con không sai. Sao con phải nhịn? Tay tao kêu con nhịn nè. Giờ ba cũng kêu con nhịn luôn. Dậy đi nhóc. Ngủ gì giờ này? Vẫn mà cũng ngủ được à? Ông là ai? Ông muốn gì? Ta là ác quỷ, giúp ngươi triệt tiêu cái sự giận dữ đi. Thôi bỏ đi. Ngươi là như ba của ta, bắt ta phải nhịn như vậy? Ta không cần đâu ha. Ta không thích ha. Đâu ra ta là ác quỷ chứ có phải là thần tiên đâu mà nhịn. Với ta nhịn là nhục. Đúng, nhịn rất là nhục. Ta không thích nhịn. Nhưng như vậy sao triệt tiêu tức giận được? Thì sổ nó ra. Tới khi nào ngươi sổ ra hết thì thôi. Ờ ha, đơn giản như vậy sao mình không nghĩ ra? Bây giờ ngươi có gì bực tức kể cho ta nghe đi nào. Tất cả là tao bụng bự, dám chơi ăn gian, làm mình thua, xấu hổ trước mặt mọi người luôn. Vậy mà ngươi phải nhận à, phải chiếm nó, cho nó một trận nhớ đời thì mới hạ được cơn giận chứ. Được á, đi thôi. Chết nè. Bạn làm cái gì vậy? Ui da, đau quá à. Tại bạn ăn gian nên mình mới thua chứ sao? Mình không có ăn gian mà. Tại vì bạn dắp cục đá té nên mới chạy chậm như vậy. Thì tại vì bạn để cục đá ngay đó chứ gì. Mắt nào của bạn thấy mình làm hả? Cái gì nữa? Đã thua là nhục rồi. Đánh nó tiếp đi. Đánh nó tiếp đi nào. Đúng rồi. Thua nhục lắm, mình phải đánh nó.
nữa đây. Miễn tội. Đau quá đây các bạn ơi. Im ngay, bạn gây ra còn khóc nữa hả? Thôi đừng có la đớm nữa. Bạn đó hư quá à. Đã nói rõ là không phải ăn gian rồi, mà còn ghê quá ác quỷ đó suối. Giờ xịt cả máu mũi nè. Chưa có tật nóng vội thiếu suy nghĩ. Khi mà bạn bực bội giận dữ á, thì bạn không còn đủ tỉnh táo để làm chuyện đúng đâu. Ủa, để cho mình hỏi, nó đâu rồi, có ác quỷ đâu? Nó biến mất rồi. Nó cũng chỉ từ bạn mà ra thôi. Bạn càng giận dữ, nó càng thích thú, rồi bày vẽ những suy nghĩ không tốt, làm bạn ra như vậy nè. Do mình hồ đồ, không chịu nghe ba mình và ta to nói, nghe lời con quỷ đó hành động lúc nóng giận. Xin lỗi buồn bự nha, tại mình mà làm bạn đau đó. Không có sao đâu, mình khỏe mạnh như vậy mà, không có dễ đau đâu. Thôi thôi, mau về nhà chăm cái lỗ mũi đi kìa. Ờ ha, buồn bự, ngày mai chị nuôi lại nha. Còn nóng hơn nữa. Trời nóng quá nên não bà mi nhũn ra hả Bụng Bự? Chắc là nóng quá nên não bị tan luôn rồi. Phải chi được ở chỗ nào lạnh lạnh. Cái tủ lạnh là của mình. Bạn đừng có mơ. Tủ lạnh nhà mình là của mình. Bạn đừng có mơ. Má quá má quá. Chui ra, chui ra đây. Tủ lạnh là của mình mà. Tủ lạnh hư luôn rồi. Tại bạn hết đó đốm. Tủ lạnh hư rồi. Giờ này nóng cả lũ luôn. Tại bạn. Thật ra thì còn cái quạt lạnh nữa. Tránh ra. Bạn phải tránh ra thì có. Cái quạt lạnh này lâu rồi chưa xài nên. Cái này là của mình. Thôi chết rồi, bị chập điện luôn rồi. Mùa hè nó nóng rồi còn lại mất điện nữa. Kiểu này thằng này quay thiệt luôn. Thấy chưa, tại mấy bạn mà cúp điện luôn rồi nè. Kiểu gì cũng bị ăn đòn chứ coi. Tại đốm chứ bộ. Đốm không dành thì đâu có hư đâu. Cái gì? Bạn làm như bạn không có dành á. Mà thôi, giờ phải lo sửa điện trước khi mẹ mình biết đi. Điện giật hay sao mà mong mình đau quá đó ơi. Mình cũng vậy, đau như mẹ mình đánh vậy á. Mẹ không đánh thì còn ai. Hai đứa con thật là quá mà. Phá hư tủ lạnh, hư luôn quạt lạnh, bây giờ còn lôi cả điện ra sửa nữa. Dạ, tại con làm chập điện, sao mẹ la. Con có biết là điện rất nguy hiểm hay không? Giật sẽ chết người đó. Hai đứa sẽ thành heo quay cho bà coi. Ý ơi, con chắc bị chạy mỡ xèo xèo. Nên nhớ không được động vào điện nghe chưa. Nếu cần gì thì phải báo người lớn. Nếu không thì điện giật tụi con chết nhanh răng đó. Lần này một roi cảnh cáo thôi đó. Dạ con biết lỗi rồi. Các bạn biết không, mình rất thích trở thành một cô giáo. Vừa thông minh vừa xinh đẹp, các em sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời mình. Vậy bạn có đánh các em khi không nghe lời bạn không? Mình cũng không biết nữa. Nhưng mà
các em đi học thì phải làm bài tập đầy đủ, không hả thì mình sẽ tiếc và mong đó. Vậy chắc các học sinh của bạn sẽ sợ bạn lắm nha mà xem. Sao lại sợ mình? Vì bạn hung dữ quá mà. Các bạn đúng là quá đáng mà. Vậy còn hai bạn muốn làm gì? Bụng bự mình đây sẽ trở thành đầu bếp của nhà hàng 15 sao hạng nhất hành tinh này. Ủa, mình mới nghe là nhà hàng 5 sao thôi mà bụng bự. Sao nhà hàng của bạn tới 15 sao luôn? Bây giờ chỉ 5 sao, nhưng đến khi mình lớn thì mọi thứ sẽ lớn theo. 5 sao chỉ trở thành 15 sao thôi. Còn mình muốn trở thành một nghệ sĩ chơi đàn thật hay. Mỗi lần mình gãy thì mọi người phải chăm chờ thán phục. Đếm hay quá, đếm là thiên tài âm nhạc. Ôi, mình thần tượng đúng quá à. Đếm đáng yêu quá. Đúng, đúng. Bạn đang mơ hả? Đâu có mơ gì đâu. Nhưng bạn đâu có biết chơi violon đâu. Tưởng chuyện gì, chứ việc học đàn thì vô cùng đơn giản với mình. Mình sẽ xin mẹ mình mua đàn cho mình học, và mình sẽ đàn cho mọi người nghe. Bạn học đàn tới đâu rồi? Bạn đàn cho chúng mình nghe một đoạn được không? Hư bao nhiêu cây đàn rồi. Chắc là đàn hay lắm á, tài to. Mình đã đàn giỏi hơn trước rất nhiều rồi. Các bạn muốn nghe không? Tất nhiên là muốn. Không muốn mình đến đây làm gì? Vậy thì mình sẽ cho hai bạn thưởng thức. Ba mình nói tiếng đàn của mình có 102 luôn đó. Vậy bạn cho tụi mình nghe thử đi. Mình tò mò quá. Đúng. Còn lại đàn nữa hả? Sao bạn đàn ghê quá vậy? Mình không kịp chạy thoát thân luôn nè. Mình đàn như vậy đó. Mình đàn hoài mà sao nó không hay vậy? Mình vô dụng như vậy sao? Thôi, bạn nín đi. Mình muốn làm thiên tài đàn thôi mà. Sao mình tập qua mà không được à? Con trai à, đàn không phải là con muốn giỏi muốn hay là được. Dù con có tập luyện cỡ nào mà không có năng khiếu thì con cũng không học giỏi được. Nhưng không giỏi đàn không có nghĩa là con là đứa vô dụng. Đúng rồi đó, đốm của mình rất thông minh mà. Hồi xưa giờ chuyện gì đốm cũng giỏi hơn mình mà. Thiệt hả mẹ? Hát thấy to, bụng bự. Đúng rồi, nhưng mà về cái vụ đàn á thì bỏ đi nha.